Hello. Bán tình mua không? Có lộn bán dâm mua không? Tôi bán dâm mấy bạn mua không? Sao mình không thấy ít bốn vậy ta? Tôi bán dâm mày mua không? Đụ má bán dâm sida đó ai mua không? Sao kỳ vậy ta? Kết nối bluetooth ra không thấy ta? Thấy à, giờ mới thấy nha mấy bạn ơi, mình thấy rồi nha. Phòng 150 được không em? Có bán. Hello. Sida mua à? Má đau bụng. Hello anh Sang, hello mọi người. Có. Một người đứng từ xa chờ em về. Đường chỗ tao ở đông quá, xe cứ nghẹt đông quá, bây giờ tiếng chỗ nào mà nó rộng rộng tí xíu đi tập coi.
Em ơi, em ơi đi hoặc là chút xíu chạy vòng vòng chỗ mà chỗ chỗ thuốc gần chỗ ta có cái tiệm nào phòng đồ lớn lớn không? Chứ phòng hồi nãy đi chỗ xíu rồi, phòng tập gym tập xíu nhỏ xíu rồi. Hello anh, hello mọi người. Cái phòng nào to xíu gần sát bên nhà phòng chút xíu rồi nhìn nó nghẹt nghẹt lắm, vô tập hợp. Hello mọi người. Trời này vô vậy, trời ơi đổi cuốn như là có trứng trong đó nè thì mà nó to sao ăn nổi mẹ, cái này còn nhỏ xíu hồi nãy gì mà to. Cái lùm mấy cái này nó cũng được nhưng mà nó cái hồi nãy cái gì mà có trứng trong đó nữa, trời ơi, trời mình thèm ăn lỗ tai mà không cho mình lỗ tai mà cho cái gì đâu không, cái này là cái gì vậy? Cái này nó bự quá, nó chà bá lửa luôn, ăn mà nó bự gấp đôi luôn, ăn hả hồng chết chết. Hello hello mọi người, trời ơi cái gỗ cuốn nhé chưa hồng chịu gì nổi. Bành cái lỡ luôn á, sao vậy? Người ta lấy hình em đăng nói khách kìa, thì ai ai tin thì người đó bị gạt tiền thôi đúng không? Thì bây giờ ví dụ mà em không có mà bây giờ người ta đăng lên vậy rồi, ví dụ mà ai tin tưởng thì người đó bị thôi, bị bắt tiền. Hello lần qua nhậu bạn ơi, cuối tuần qua nhậu nha đúng không? Ví dụ mà giờ hình ảnh của mình bây giờ nó tràn lan ra hết trơn, bây giờ mình không có mà người ta đăng gì mà ai tin tưởng thì chuyển tiền hay là mua tiền gì đó thì mất tiền thôi, chứ mình không có nhiệm vụ trong đó, chứ nếu chính của mình có đời nào mình đăng lên ở mình đi khách đâu. Và mọi người ăn gỗ cuốn nha, cái chấm thì dở. Nhà của nhà Ngọc nè, nhà Ngọc ba rộng lắm, bữa nào qua nhậu nhà Ngọc muốn. Hello em, hello Hana nha. Trời ơi má ơi, cái cảm giác mà được trở lại được như vậy, nó
may mắn ghê luôn mọi người, chứ bị xì chét hoài cũng khổ. Ăn này không ngon. Cái chấm là nó ngon dở quá. Hello. Không ăn mình để ăn với ai vậy trời. Ở mình thì ăn mình, thì cô mời mọi người ăn rồi, mọi người có ăn được đâu. Nhìn nhỏ mà cưng dữ hả? Không có cưng đâu. Thiệt á, hỏi sao mà đời hỏi em á, tại sao mà em cứng ngắc như đàn ông vậy? Đời dạy em vậy đó mấy anh. Bây giờ em không thể nào mà cô gái yêu nữ hợp nữ vậy được. Kiểu hình sexy này nọ ấy, không thể nào dịu dàng được mọi người ơi, hết dịu dàng được rồi. Tự nhiên bây giờ á, suy nghĩ đúng à. Người ăn không? Người ăn gỏi cuốn không? Chung chung em có ai từ mà 40 tuổi trở lên không? Tỷ người yêu nha mọi người. Ở trên 40 tuổi nha. Không, không, em ăn một cuốn à. Dở. Tỷ người yêu phải trên 40 tuổi nha. Hết đâu, còn hai cuốn nè. Ăn không ngon. Nha mọi người nhớ tiêu chí làm người yêu của em là trên 40 tuổi nha. Hải Hoàng ơi, vú ta mà sệ thì chắc chắn một điều rằng không có đứa vú nào mà nó đẹp, nó căng chưa. Mẹ mày vú ta gì mà bắt tao sệ.
Hai vú con gì chú ta tàu ta cho to tròn gì bả ta sệ. Vú ta vậy mà bả sệ. Mẹ vú mình ngon như vậy, căng như vậy, tròn to như vậy mà ú nu như vậy bảo mình sợ, mình không biết nói sao nó. Bánh chén xì kè. À em phim mọi người điều này nè. Trong đây có ai chơi xì kè ma tí không? Phim mọi người bỏ đi nha, không có chơi mấy cái đó nha. Ai đang chơi và chưa từng chơi đừng dính vào nó, không nên, không nên, bỏ ngay lập tức luôn, đừng có bao giờ có suy nghĩ là kiếm tiền từ ma tí ma te vậy nha, không nên nha, em nói thiệt không nên. Để em lên đây em ngồi nói chuyện mọi người. Em bị gì cái app hai mươi triệu một đêm cho Hằng chọc mày một cái, 20 triệu một đêm cho mới Hằng chọc mày một cái, mình không có giá 20 triệu đâu bạn, với cái giá của mình đi là 50 triệu các bạn. Hello mọi người. Hello cả nhà. Trời ơi đủ má nó cay dữ vậy. Em tìm cái hiệu ứng mà nó không ok, hiệu ứng gì đi cho mọi người thấy là cái mặt mộc của em nó xấu như thế nào. Cho mọi người thấy mặt mộc đấy không, cho anh thêm một bột gặp cưới. Hello. Hello em, hello mọi người. Hello mà chị.
đẹp không? Khỏe không em tôi? Like xin thôi chụp ảnh nè. Thôi bây giờ buồn tình quá, bây giờ đi sửa mũi nha. Được mọi người, bây giờ buồn nhiều thứ quá, bây giờ đi sửa mũi và cắt mắt, bơm môi. Được không? Mũi này là mũi thiệt nha. Nó hơi bị gồ chút thôi. Thank you.
điều ước của anh á ai cũng muốn hết trơn, nhưng mà không có ai được. Cái gì nó cũng phải có duyên với nhau hết trơn, đâu phải muốn là được thôi. Bây giờ anh có tiền không? Bây giờ anh ước anh phải có tiền, tại vì anh phải có tiền anh mới lo được cuộc sống của em. Em mới yêu anh được, chứ giờ cuộc sống của em nó đang còn quá nghèo, quá khổ khăn, quá khó khăn, thì làm sao yêu anh được, đúng không? Bởi vì em tập trung em kiếm tiền. Bây giờ anh muốn em tập trung yêu anh nữa, thì anh phải cho em tiền. Anh hiểu không? Làm vợ anh hả? Không được. ACB kìa, ACB em để trên đầu trang cái nhân của em đó. ACB ở trên đầu trang cái nhân của em á, 523939 đó, 8888 đó. Chuyển tiền đi. Em không biết mấy anh sao tự nhiên em làm người yêu, làm vợ sao làm được. Hello anh, không có tiền đừng leo ca nha mấy chế ơi, nhìn vậy phải vậy đâu mà ước. Đúng rồi, đúng không mọi người? Ví dụ mà bây giờ mọi người không có tiền, mọi người nói yêu ai được, người ta đâu có tin đâu. Giờ cuộc sống bây giờ sống vì tiền không mà thiệt. Mình không có tiền mình đừng nói lời yêu ai chứ. Ừ, sao biết vậy? Sao biết bà con ở Gạch Giá? Anh có một người bà con ở Gạch Giá. Đá gạch giá gạch sỏi gì á, bữa phải biết chạy ra xin chụp ảnh gặp ở đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Đi Nhã Kỳ nói lương 3 triệu cũng được cơ mà. Đủ mẹ 3 triệu của anh không đủ tiền anh ăn hàng ngày hàng tháng. Anh nghĩ sao anh 3 triệu anh đợi yêu gái. Mà gái đẹp cái vú bự đít bự mới ghê. Cũng lại anh luôn. Bây giờ thật sự là em không có cần người ta đưa tiền nhiều cho em. Thiệt.
mà em cũng không quan tâm là người yêu em làm bao nhiêu tiền, mà em chỉ cần là người yêu em tập trung kiếm tiền, không mê chơi là ok. Hello, giống như bây giờ mọi người là mọi người có tiền, mọi người quen được gái đẹp đúng không? Còn như em nè, bây giờ em có tiền, em không thích quen mấy anh trai già, em thích quen trai trẻ. Không phải là em thích trai trẻ mà là trai trẻ rất ngu miết rồi cuốn dính nè. Bây giờ mọi người nói yêu người ta mà mỗi tháng mà mọi người không cho được 20 triệu, tệ lắm cũng 20 triệu một tháng, mọi người nói thương người ta đúng không? Khi nào mà mọi người yêu ai đó mà phải có mỗi tháng người ta 20 triệu, 10 triệu gì đó còn tạm ổn ổn, mà mọi người nói lương mọi người có mấy mười mấy triệu, mọi người yêu ai? Không đủ yêu chính mình, lo cho bản thân mình nữa làm sao yêu ai được? Nói vậy đi, quá trời nè, người ta bảo cái đích em là đích đâu có làm đâu, đích thiệt mà. Chơi bê đê hay không? Em không có chồng. Đoạn tình ta đi là đi vào biệt ly. Đoạn tình à, bây giờ em lên phòng. Chào nhau thôi là đến biệt người ơi. Ngày buồn đã tới, ngày say phút tôi xa người. Tình đã buông nhau, mình đã thôi nhau. Từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu. Nẻo đường năm xưa giờ vắng lạnh chiều mưa, lời nào đã hứa còn lưu giữ chỉ thêm thừa.
thương ai rồi, người hết thương. Vào nói chuyện với nhau vui vẻ lịch sự đi, người ta mới tôn trọng mình. Và mà nói tùm lum mắc phép lịch sự thì em uống hết đi. Không hiểu. Em vẫn nói chuyện lịch sự với mọi người đàng hoàng, em vẫn tôn trọng mọi người mà. Anh nói gì vậy? Vẫn tôn trọng, vẫn lịch sự, vẫn khéo léo, vẫn không có gì gọi là yêu thương cho nhau. Đêm trong phút giây ban đầu tưởng là bên lâu, ngờ đau đớn cuối thương đau. Qua bao tháng ngày bước vô chốn này, anh vui với ai rồi mà tôi đâu có hay. Hello, hello mọi người. Em vẫn nói chuyện bình thường với mọi người, em chả cái gì mà không tôn trọng hay là cái gì chứ. Đùa tình ta đi là đi vào việc đi. Người càng níu kéo càng đau cứ gì. Người đi sao đành vội hết thương đau, để tôi gấm thời cây đắng trên bờ. Yêu đưa cho nhau đêm trong phút giây ban đầu tưởng là bên đau, nhà đau đầu cuối thương đau. Qua bao tháng ngày thôi em để cho mọi người vào nói chuyện chứ em không có. Đưa tình ta đi là đi. Yêu đương cho nhau đêm trong phút giây ban đầu tưởng là bên lâu. Hello, hello, hello mọi người. Hello cả nhà. Hello anh, hello mọi người với bà nha. Yêu đương cho nhau đêm trong phút giây ban đầu tưởng là bên nhau, ôi ngờ đau đớn cuối thương đau. Hát nhạc hoa hả? Hát nhạc hoa, hát cái bài của ai xì huy, của ai xì xì, của ai xì xì. Không nghe nhạc không biết lời nhớ lời. Của ai xì. Nghe nhạc mới nhớ, bây giờ mà không nghe nhạc không biết hát đâu. Lạc tâm luôn, không biết, không có nhớ giọng nhạc. Ví dụ mà có giọng nhạc đi biết. Hello Khải, hello. Chia sinh đi sợ. Vì thấy em hợp với phong cách thơ. DJ hả? Bữa giờ anh biết DJ là sẽ là nơi cũng là bảy cuốn đó.
Anh hiểu không? Em rất thích môn vị chay nhưng mà em không không học. Tại vì em học cũng được rồi nhưng mà em không học. Tại vì cái môn đó phải kết, phải liên kết với bộ môn ma té. Mà liên kết bộ môn ma té thì anh đi thế nào, anh không chơi, anh đánh cho người ta chơi hay chăng nữa, hay là cái gì trong phải bay phòng hay là đi đâu đó, người anh có ma té trong người là anh đi. Nên em không có hết vào. Yêu đương cho nhau đêm trong phút giây ban đầu, tưởng là bên nỗi buồn đoạn cuối thương đau. Thôi đi chay mà không có dính vô mấy đó là không bao giờ làm đi chay được. Nếu không biết đường dính vào nhà, 10 năm trước anh làm nghề đi chay và bỏ mừng muốn xỉu. Em có học rồi mà. Hôm bữa là mọi người thấy bữa giờ em đăng status buồn đúng không? Trời ơi, là nhém chút nữa là em đi án này. Tại vì em không có chơi ma té. Mà ở trong nhà có người chơi thì bởi vì em mới khuyên mọi người là đừng có nên chơi ma té, nguy hiểm. Yêu đương cho nhau đêm trong phút giây ban đầu, tưởng là bên lâu ôi thương đây cuối thương đau. Hello anh, hello mọi người. Ở nhà một mình cô đơn muốn tìm người tâm sự cùng em. Đúng rồi, ở nhà một mình cô đơn thiệt nhưng mà thoải mái nha. Mình cũng ở nhà một mình cô đơn. Mình thấy cũng quen. Đường sống vào phải cần có một người nào đó để mình bên cạnh, cùng ăn, sẻ chia, ăn, uống, ngủ, nghỉ cùng nhau này nọ. Mình cảm thấy là không nên. Không nên. Tại vì cuộc sống mình nên tự lập, mình ở một mình đi cho nó thoải mái. Yêu đương chi cho mệt. Ở vậy đi. Nhưng mà ế chị không nổi. Hi, hello you. How are you do? I miss you. Đêm bơ phơ. Tôi không tên tên em. Sẽ yêu và sẽ bên bên nhau. Rồi qua năm tôi vẫn là xa. Không còn nhớ đến nào. Tình yêu tình đến chúng ta đi về nơi xa xa. Ngày ngày một phương đi đến khi nào gặp lại. Rồi mai đây đi trên đường đời hay nhau. Mình phải mở nhạc mình mới thuộc bài. Mà không mình không mở nhạc mình không thuộc gì chứ. Còn mà đêm bơ vơ trên bờ ven vũ vắng, bước lần thầm trong lòng bao chia ly người mình ta đã có vẫn xa lìa nhau. Có ai nhận like họ chắc có lẽ là em ốm với mọi người. Thank you anh. Có lẽ là ôm ốp. Để em đi tắm. Rồi 9 giờ rưỡi gặp mọi người. Mà mời like nha. 9 giờ rưỡi mời like nha mọi người. Bây giờ ốp nha. Mọi người hôm nay mọi người nhớ vào gom em nha. Trời ơi, anh tặng quà cho em trước đi rồi em chấp nhận.
vậy nha, thôi bye bye mọi người nha.